Là một doanh nhân nên tôi luôn bận rộn. Vì tính chất công việc, các mối quan hệ rộng lớn, tôi phải tham gia rất nhiều tiệc rượu. Để giữ đầu óc luôn tỉnh táo và sinh lực dồi dào, tôi tin dùng Rockman. Trong ngày trọng đại của cuộc đời, chúng tôi chỉ tin dùng Rockman Song Hỷ với hương vị êm dịu, tốt cho sức khỏe, giúp chúng tôi kết nối niềm vui, mang đến hạnh phúc trọn vẹn. Rockman Lucky tăng thêm gia vị cho sự thành công. Với tôi, đó như một lời chúc mừng may mắn đầy ý nghĩa. Rockman là loại rượu sạch, được chưng cất loại bỏ hoàn toàn các độc tố, là một trong các nhãn hàng tiên phong với phương châm rượu sạch vì sức khỏe. Là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đồ uống, tại South Thái Dương, chúng tôi đã áp dụng công nghệ chưng cất hiện đại trên dây chuyền tháp cất phân đoạn liên hoàn. Chúng tôi đã nghiên cứu, tạo được sản phẩm vodka Rockman sạch, tinh khiết, rất đặc trưng, sánh ngang hàng với những dòng vodka hàng đầu thế giới. Dòng rượu vodka thu được lại tiếp tục được ngâm chiết cùng các thảo mộc quý theo công thức đặc biệt để cho ra đời dòng sản phẩm Rockman đặc trưng của người Việt. Bên cạnh dòng rượu Rockman giúp bổ gan thận, tăng tuần hoàn, vị êm dịu, có lợi cho sức khỏe, khách hàng có cơ hội được lựa chọn và thưởng thức dòng sản phẩm Rockman Song Hỷ. Loại rượu đặc trưng mang lại niềm vui không thể thiếu trong các tiệc vui đám cưới. Trong khi đó, Rockman Lucky đã trở thành người bạn may mắn gắn liền với những buổi liên hoan, bạn bè, gia đình, tiệc mừng tân gia, đỗ đạt. Tất cả đều tốt cho sức khỏe, giúp tinh thần tỉnh táo, nối dài niềm vui đoàn tụ và đưa tới những thành công. Rockman, đồ uống an toàn vì sức khỏe.